Em đã quay trở lại với kênh YouTube Tùng Áo Đi Hải Dương và tiếp tục xào cho em dòng mic rất là chất lượng Shure UX9. Và hiện tại đây là một trong những dòng mic vẫn được anh em người tiêu dùng đánh giá rất là cao, đặc biệt là trong việc chúng ta sử dụng gia đình hoặc là đi làm mà sự kiện đám cưới hay là phòng trà nho nhỏ thì anh em đều có thể sử dụng ngay đến dòng Shure UX9. Vì sao ạ? Thứ nhất là cái tiếng chất lượng âm thanh, dòng Shure UX9 này có tiếng chất lượng âm thanh rất dày và đảm bảo khỏe tiếng cho anh em, cũng như là bắt sóng xa gần ổn định trong khoảng tầm 5 đến 6 mét quay đầu. Và thứ hai nữa là tính năng bền bỉ, anh em có thể sử dụng cái tính năng bền bỉ này, sử dụng tháng này qua tháng khác, năm này qua năm nọ và tiếng chất lượng này không hề bị thay đổi. Đây là hai cái điểm đặc biệt nhất của dòng Shure UX9. Và giá thành thì sao? Giá xả thì đương nhiên có giá tốt hơn rồi, bên em đang xả với mức giá chỉ có 2.200.000 đồng thôi, một Shure UX9 bản chuẩn và hỗ trợ anh em có thêm một cái giọng hát tốt nhất với phòng hát gia đình. Đầu tiên là các bác được nhìn thấy về phiên bản giao diện với Shure UX9 phiên bản màu đen với bộ đầu thu hiển thị hai cổng mic, với mỗi mặt màn hình sẽ hiển thị với tương với đó là cổng mic A, mic B, có âm lượng tổng, có chế độ set tần số. Và bác nhìn thấy đây là phần tay mic của Shure UX9 này với thiết kế bản màu đen và rất là to. Những cái dòng mic Shure thì thường thường họ sẽ làm đế mic phần tay mic rất to để anh em cầm lên chúng ta sẽ thấy thoải mái, và độ nặng của Shure UX9 không có điểm gì bàn cãi nữa, rất là chất lượng. Em cũng đã test rất là nhiều lần với Shure UX9 rồi, đặc biệt là với những anh em mà làm sự kiện thì thường thường họ luôn luôn có một con mic như thế này. Bởi vì sao? Cái dòng mic Shure UX9 thì tiếng dày rất ít, những cái dòng mic mà có được cái tiếng dày và chất lượng âm thanh khỏe như tiếng Shure UX9 để chúng ta đi làm sự kiện. Vậy nên là em thấy là thường thường anh em đi làm sự kiện sẽ để một cái bộ sơ cua, đó chính là cái bộ mic Shure UX9 này, để làm sao khi cần có một cái chất giọng khỏe và dày tiếng. Đặc biệt cho những anh em ca sĩ họ hát thì chúng ta cần có một con mic Shure UX9. Và dòng này nó chơi gia đình rất là ổn định, bởi sao? Khi chúng ta có những tay rơi hay như thế nào đi chăng nữa, phần tay mic thì nó vẫn bền bỉ, đúng không ạ? Đây là một cái tính năng đặc biệt nhất của dòng Shure UX9. Và em cùng các bạn anh em trải nghiệm tiếng chất lượng âm thanh của dòng Shure UX9 bản chuẩn nhá. Alo, một hai năm sáu bảy tám chín mười, một hai năm sáu bảy tám chín mười, một hai năm sáu bảy tám chín mười. Alo, ok, anh em thấy sao ạ? Với dòng Shure UX9 em thấy tiếng ra khỏe này, độ dày ổn định này, và hơn nữa thì chế độ bắt sóng hay là chế độ hú zip thì không có ở trên mẫu sản phẩm Shure UX9 rồi. Rồi sau đây là một những trong những cái mẫu mic của tầm trung, thế nên là cả về chất lượng cũng như là hình thức em thấy là rất là tuyệt vời. Còn không biết anh em đánh giá sao về dòng Shure UX9 này, và anh em đã đang có nhu cầu với bộ mic không dây huyền thoại của Shure thì đừng nên bỏ qua những cái dòng mic đặc biệt như Shure UX9 thời điểm hiện tại nhé. Giá chỉ có 2.200.000 đồng thôi, bao ship và có chịu bảo hành đến tới 1 năm, cũng cam kết đảm bảo cho anh em là hàng chuẩn chất lượng. Bên em Tùng thì luôn luôn phục vụ các anh em với những dòng mic cổ điển, dòng mic trung cấp, cao cấp. Số điện thoại bên em 0979629336, có ngay mức giá tốt nhất khi anh em gọi điện trực tiếp với Shure UX9 đó nha. Xin chào anh em.